cách liên kết điện thoại với TV Smart trên Android ha. Điện thoại Android các bạn đầu tiên các bạn vô YouTube nè, bạn mở YouTube lên, sau đó các bạn lưu ý nếu mà mình dùng chung một mạng wifi thì trên đây nè nó sẽ hiện cái biểu tượng này, các bạn bấm vô nó sẽ dò ra tên TV, nó báo đang kết nối với TV nè. Rồi, báo là sẵn sàng rồi, các bạn truyền lên. Sẵn sàng ở trên điện, các bạn nhìn trên điện TV sẵn sàng rồi. Các bạn thấy không, nó đang sẵn sàng xem, thì các bạn giờ mở bất kỳ nội dung gì trên YouTube nó cũng hiện lên luôn. Giờ mình thử mở nha. Nó hỗ trợ chế độ màn hình trong này để mình quay rồi. Thì giờ lúc này thì bạn kết nối thành công rồi đó, là có thể phát nội dung từ điện thoại lên TV. Cảm ơn các bạn.